Như vậy là chỉ còn 6 tháng nữa, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN gọi tắt là ATIGA sẽ chính thức áp dụng. Tất cả hạn ngạch và thuế xuất nhập khẩu đường dự kiến là sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn. Như vậy có nghĩa là ngành mía đường nước ta sẽ phải đương đầu với sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp mía đường thế giới khi mà nguồn đường từ các nước sẽ được mua bán tự do trên thị trường. Cần nhanh chóng tìm giải pháp gỡ khó cho ngành mía đường vượt bẫy hội nhập cũng là vấn đề được đưa ra trong tọa đàm của ngành mía đường cùng hai bộ Công Thương và Nông nghiệp được tổ chức sáng nay tại Hà Nội. 600.000 tấn là số lượng đường tồn kho của Việt Nam niên vụ 2018-2019. Mỗi năm đường nhập lậu tuồn vào trong nước lên tới con số 500.000 tấn. Áp lực cạnh tranh là vấn đề mà nhiều đại biểu lo ngại trong tọa đàm của ngành mía đường. Từ năm 99 đến nay, đường nhập lậu vào khoảng cỡ 100.000 tấn. Và điển hình 2018 thì gần 800.000 tấn đường nhập lậu một năm. Tình trạng đường nhập lậu gọi là nghiêm trọng. Ở trình độ hiện nay, kể cả nông dân nhà máy là tốt rồi. Tuy nhiên á, dưới cái áp lực của cái đường nhập lậu tràn ngập á, do cái nguồn đường giá rẻ trên thị trường quốc tế, và nguồn đường giá rẻ là do cái chính sách của các nước khác họ đưa ra chứ không phải họ có khả năng sản xuất được cái giá đường đó. Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, hiện ngành mía đường Việt Nam đang trực tiếp bị đường Thái Lan cạnh tranh về giá ngay tại sân nhà. Mặc dù năng suất và chất lượng mía đường của Việt Nam ngang bằng với quốc gia này, tuy nhiên, đường Thái Lan luôn thắng thế bởi với mỗi kg đường sản xuất ra ở quốc gia này đều được chính phủ bảo trợ giá từ 2.000 đến 3.000 đồng một kg. Nếu sắp tới, thuế xuất nhập khẩu ngành đường của Việt Nam về con số 0, thì đây là một cuộc cạnh tranh không công bằng. Hiện nay chúng ta có một số vấn đề ngộ nhận ngành mía đường chờ bà hỗ trợ nhà nước. Cái này là một cái sai lầm hết sức quan trọng. Chứ còn doanh nghiệp chúng tôi báo cáo với ngành ấy, chúng tôi không xin nhà nước, chúng tôi xác định như vậy. Hiện nay giá thành sản xuất của chúng tôi á là không thua các nước thế giới. Trong lúc giá đường giảm sâu như thế, chúng tôi vẫn đảm bảo cái giá mía mua tại ruộng là 800 đồng cho người nông dân. Chúng tôi kiến nghị nhà nước cũng nên xem xét thật là kỹ, thật là đánh giá cho nó toàn diện. Nhiều chuyên gia ngành mía đường cũng cho biết, trong sản xuất mía chỉ có 10% là sản xuất ra nguyên liệu đường, còn lại 90% là phụ phẩm. Tuy nhiên, những phụ phẩm của ngành mía đường lại là những nguyên liệu mang lại giá trị cao, có thể sản xuất ra cồn, phân bón và làm nguyên liệu phát điện. Để vượt bẫy hội nhập, giải pháp từ chính các doanh nghiệp mía đường là nhanh chóng thay đổi công nghệ và tận dụng hết tiềm năng của chính ngành này. Mua bán xây dựng một cái cơ chế là thỏa thuận. Làm sao để nhà máy không bị đó, và nông dân không bị thiệt, và nhà nước vẫn có thu, và người tiêu dùng chấp nhận được cái giá bán cho thị trường. Năm nay chúng tôi dự định là sẽ phải xây dựng trong cái khu chế biến công nghiệp, công nghệ cao. Thực sự đây là một vấn đề hết sức quan trọng. Những vấn đề đặt ra bao gồm cả các cái dự phòng về phương án, đưa ra các cái phương án khi mà nhập hoặc là không nhập, chống đường lậu. Cùng với các bộ chuyên ngành, chúng tôi sẽ khuyến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước đàm phán lại với áp dụng các cái biện pháp phòng vệ thương mại được. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, bỏ hạn ngạch với ngành đường chỉ là một phần của Hiệp định ATIGA. Sự thay đổi của chính các nhà máy đường, sự vào cuộc nhanh chóng của nhà nước và tạo nên mối liên kết công bằng với chính các nước sản xuất đường quốc tế đang là bài toán được đặt ra cho ngành đường Việt Nam.